Cái ba này là cái gì? Thường là có thể là cái lọc nhiên liệu hoặc người ta sẽ bố trí là bộ điều chỉnh áp suất, nhưng thường bộ điều chỉnh áp suất nó sẽ nằm ở trên cùng với chỗ khu vực gần vòi phun cơ. Đây, ví dụ như ở đây đấy, van điều hòa áp lực hay chính là bộ điều chỉnh áp suất. Thế rồi tiếp tục là đến vòi phun, chính là cái cụm này, toàn bộ cái cụm này là cái vòi phun, và cái số 6 này là cảm biến nhiệt độ không khí nạp, có nghĩa là chỗ này có bộ lọc không khí nữa nó đưa vào. Và chỗ này nó có cái bầu lọc xăng riêng, riêng thằng này nó muốn lọc kỹ thì nó lại có thể bố trí một cái bầu lọc xăng riêng. Và đây là cái khối ECU, đây là cái khối bộ não của nó rất quan trọng. Và nhờ cái khối ECU này thì nó mới điều khiển cho cái vòi phun đấy nó làm việc vào thời điểm nào thì mở để phun, và cái thời gian phun là lâu hay là nhanh, tức là xung ấy, cái lượng xung nhiều hay ít. Và còn rất nhiều những bộ phận khác, và tất nhiên chúng ta để ý thì tất cả những cái mà liên quan đến điện thì nó phải dùng nguồn của nó là bình ắc quy này. Đấy, để nó nuôi. Bây giờ nó làm việc này thì chúng ta thấy này, nhiên liệu mà được hút từ thùng chứa qua nhờ bơm hút rồi lọc sạch đưa đến, đầu tiên nó phải đưa vào cái khu vực mà có cái bộ điều chỉnh áp suất, chứ là đường ống chính ấy. Đường ống chính trước khi vòi phun nó phun vào cái đường ống chính thứ cấp của nó, thì nhờ cái bộ điều chỉnh áp suất đấy nó luôn luôn nó giữ một cái áp suất có cái độ chênh lệch phù hợp để cái vòi phun nó phun vào cái đường ống nạp. Như vậy thì vòi phun này nó phun vào lúc nào? Hoàn toàn nó là cái thành phần bị động, nó bị động chứ nó không thể chủ động cái chuyện nó thích phun lúc nào nó phun, mà nó phun là do cái khối ECU này nó điều khiển. Cái khối ECU này nó muốn điều khiển được chính xác thì nó phải có tai có mắt của nó, chính là nó lấy các cái thông tin nhờ các cái cảm biến, ví dụ những cái chỗ này cũng là cảm biến ấy. Đây cũng là cảm biến ấy. Cảm biến thân nhiệt động cơ, nhiệt độ nước làm mát ấy. Cảm biến góc đánh lửa này, rồi cảm biến đường khí nạp này, cảm biến khí xả này. Đấy, tất cả những cái này là cảm biến. Vậy những cảm biến ấy thì nó bằng dây dẫn tín hiệu thôi, và tất nhiên những cái cảm biến này đều phải được nuôi nhờ nguồn của ắc quy rồi. Nó sẽ đưa cái tín hiệu đấy, thường nó vẫn là những cái tín hiệu người ta gọi là tín hiệu điện yếu. Mà tín hiệu điện yếu đây là tín hiệu mang tính chất là tín hiệu tương tự dưới dạng sin, hình sin. Và cái tương tự hay còn gọi là analog đấy mà nó yếu quá thì người ta muốn là để nhìn nó rõ ràng hơn thì người ta phải khuếch đại nó lên. Đấy. Chính vì thế là trong cái khối ấy, ECU này, bao giờ nó cũng có cái mạch khuếch đại tín hiệu từ các cảm biến này về, nó phải được khuếch đại lên. Nó khuếch đại lên rồi thì nó đưa cái thông tin về cho ECU này, nó biết hiện nay là động cơ đang làm việc ở mức độ nào, thừa xăng thiếu gió hay là như thế nào đó. Nhưng cái ngôn ngữ của nó mà lại là analog tín hiệu sin thì nó lại mâu thuẫn với lại cái mà nó hiểu, nó xử lý được, nó lại là tương tự kỹ thuật số mà. Đấy, nó bất đồng ngôn ngữ như thế thì không được, nên là phải có phiên dịch cho nó, đúng không ạ? Phiên dịch ở đây chính là gì? Chính là từ cái sin đấy người ta phải có cái bộ chuyển đổi gọi là A sang D. Thì nhiều người không biết, thấy người ta viết tắt là chuyển đổi AD thì cứ tưởng là chuyển đổi là điện xoay chiều sang một chiều, vì thấy chữ A cứ tưởng là AC là xoay chiều, mà D cứ tưởng là D là điện áp một chiều, nhưng không phải. Thực ra nó viết tắt từ hai cái chữ cái thuật ngữ tiếng Anh là chuyển đổi AD, đây chính là analog, tức là tương tự, sang digital, chính là kỹ thuật số. Và nhờ nó chuyển đổi đấy thì bây giờ nó mới cùng ngôn ngữ với cái ECU. Thì cái ECU này nó mới hiểu, nó mới lấy cái chương trình phù hợp nhất với cái tình trạng động cơ đang làm việc để nó gì? Nó ra lệnh, nó điều khiển cho cái vòi phun phun tăng lên hay giảm đi này. Thế rồi là nó sẽ ra lệnh cho cái việc là lượng không khí đưa vào là nhiều hay ít. Rồi nó ra lệnh ngay như cái việc nó ra lệnh cho cái bộ chia điện là đánh lửa sớm hơn hay muộn đi. Tất cả những cái điều đấy là cái ECU nó chi phối. Đây chúng ta mới nghiên cứu về cái khối gọi là hệ thống nhiên liệu. Nhưng nếu trên ô tô thì cái khối ECU này nó được tích hợp thêm rất nhiều vấn đề. Ví dụ như phanh ABS này,
lái tự động này, và những cái mà liên quan đến cái xử lý mang tính chất là xử lý tự động hóa trên cái ô tô đấy, nó sẽ được cùng tích hợp vào đây. Thế bây giờ chúng ta mới sang so sánh.